do vì sao mà team Flash đã tước đi con Ezreal của bên phía đối phương. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ của họ. Nhưng bên phía của Sobai họ cũng không ngán ngại cho lắm cái việc mà con Ezreal được bị tước đi. Dân ti vẫn đang thể hiện được cái khả năng đẩy lính của mình, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở việc đẩy lính mà thôi. Và bây giờ thì Đô đã có mặt ở khu vực dưới một cho mình đó, của chúng ta tàng hình và nhắm vào Shiki. Shiki một con Alistar không còn tấp biến nữa, gọi dê lần thứ hai, và cái màn chiến công đầu đó nó nằm ở vô cùng đúng người. Hơi trễ khiến như Shiki đã không thể nào chạy thoát được trong khi đó Cú đen muốn tấn công bởi vì Shiki đang đến. 368 cũng đã đến, nhưng nhịp lao vào của Shiki hoàn toàn bị outplay bởi cái tốc biến từ vị trí của Luna. Nhưng 368 đã tốt vào vị trí của Luna, nhưng Luna đã có thể chạy thoát được. Trong khi đó thì một người của team Flash sẽ phải là bà điểm số. Shiki sẽ là người tiếp theo, Cú đen là người còn ở lại và bắt buộc phải kêu gọi thêm cái. Zero cũng sẵn sàng tình huống hỏa dương hiệu triệu của mình. Hỏa dương hiệu triệu được kích hoạt và Shiki cố gắng phá, nhưng Shiki không phá được, hỏa dương hiệu triệu được hút. Ui, cũng không phải là quá đẹp, và Đô lao vào cướp thành công con sĩ giả khe nước, và Kitiro Sawai tràn lên tấn công với cả 5 người. Xung kích bóng cháy của họ muốn làm mềm đối phương, không muốn cho đối phương dễ dàng tiến xuống phía dưới để có thể ăn con rồng. Nhưng Aquabat quay ngược trở lại với bản năng sát thủ, và với sự hỗ trợ của Luna ta hạ gục được một người. Và sau đó thì Rattel đến từ bên hồng mà 368 cũng đã mất đi, và rất có thể là team Flash sẽ phải bỏ lại cả hai mục tiêu lớn. Trước đó thì còn sứ giả khe nước được thả của vị trí giữa và đã đem về được chủ đầu trên toàn bản đồ dành cho Kitiro Sawai, và thậm chí là họ còn có thêm được cả màn hạ gục của Cú đen ở đây nữa. Họ cứ thế lăn cái quả cầu tiết của mình càng lúc càng lớn hơn mà thôi. Qua khu vực đường trên đang bị tìm đến bởi Kitiro Sawai. Rattel có sức mạnh bậc thầy, anh ta rất tự tin ở lại để có thể gõ trụ, và đó là hỏa dương hiệu triệu cũng khá tốt đến từ vị trí của Zero. Trong khi đó thì Luna càng quấy hàng sâu của team Flash với thủy triều máu, với hồ máu, và đây sẽ là một pha thi đấu mà Kitiro Sawai hủy diệt toàn bộ đội hình giao tranh của team Flash, quét sạch. Trong khi đó Kitiro Sawai còn 5 người. Quét sạch ở ngay thời điểm thứ 9:45, đây là lần quét sạch thứ hai mà bên phía Rostowai họ đã dành tặng cho team Flash. Thường xuyên mang lại cái cảm giác này, cảm giác khá là đau khổ. Tiếp tục một xung kích bóng cháy tốt từ vị trí của Zero, và T3 có lẽ sẽ là người hy sinh đây, thậm chí là họ dương hiệu triệu được. Bên phía OK Rostowai muốn tấn công tiếp Yonti, anh ta chỉ còn 50% lượng máu của mình thôi. Trong khi đó Cú đen đang phải giải quyết địch lính ở khu vực đường giữa cái đã. Luna bây giờ chỉ còn một nửa lượng máu. 368 làm gì đây? Đá sóng âm chính xác có lao vào hay không? Luna đang muốn bẫy 368. Ta mặc dù còn 50% lượng máu nhưng ta còn hồ máu. 368 một lần nữa tìm đến một người khác, nhưng đó là vị trí của Zero. Zero thì rất cứng cáp thời điểm này rồi. Team Flash giải quyết lính thành công và khiến cho đối phương yếu máu, và như vậy là Team Flash vẫn giữ lại được cái trụ siêu cấp ở khu vực máu của đèn xuống rất thấp. Và bây giờ thì đã có Baron dành cho bên phía Kitiro Sawai, và họ muốn ép cái trụ này. Zero xung kích bóng cháy hất tung thành công được Yonti, và Yonti lên bàn điểm số quá dễ dàng. Trụ cũng đã có dành cho Kitiro Sawai, và đợt lính khu vực đường giữa cũng là có dành cho họ. Và 68 của Cú đen nỗ lực để có thể phòng thủ, nhưng Luna đang đánh quá khó chịu của Vladimir của anh ta. Thêm một màn hào gục nữa dành cho Kitiro Sawai, và đây là perfect game dành cho đội tuyển đến từ khu vực Hàn Quốc trước team Flash. Vẫn làm đội hình có thể đánh giao tranh tổng được. Chúng ta có ba vị tướng đánh giao tranh tổng rất mạnh, đó là On, Kassadin cùng với Ajok. Nhưng Ajok cùng với Kassadin sẽ phải đánh về giai đoạn đại bằng tiễn. Ta cùng xem lại pha thi đấu này. Nếu như đây là tình huống băng trụ với cấp độ 5 thì có lẽ Rattel cùng với Đô đã có thể hạ gục T3 một cách dễ dàng rồi. Bây giờ chỉ cần một cú hắc ám bùng nổ của Đô thôi là T3 sẽ bị giải quyết. Những cái vấn đề là cả hai người này đều chưa có cấp độ 5. Rattel chưa có sức mạnh bậc thầy, còn Đô thì chưa có hắc ám bùng nổ. Một pha băng trụ thực sự là công kênh đến từ Kitiro Sawai, và họ đang cho thấy sang ván thi đấu thứ hai này Kitiro Sawai đang có những bước thi đấu tương đối là lỏng tay. Được đánh đen được đẩy vào, nhưng có vẻ như quyết định của trên gần là không. Trong khi đó khu vực đường giữa, đi sau đường giữa thì Yonti anh ta đang bị tấn công, bù đỏ đốt là không đủ. Đô anh ta giật ngược trở về, bắt gặp ngay được và số 8 ở đây. Và bên phía của đó là Gunstar, họ đã mất đi hai người ở pha thi đấu này. Một khởi đầu trong mơ dành cho team Flash. Chính xác, và Yonti còn có mục tiêu, chúng ta sẽ có quyền chọn mục tiêu. Và bây giờ thì Yonti đang muốn tấn công vị trí của Zero. Zero bị ấp tung lên bởi xung kích bóng cháy của Shiki, nhưng chúng ta vẫn chưa thành công hạ gục hỗ trợ bên phía đối phương. Thanh trường của này xảy ra vẫn chưa đủ sát thương. Bây giờ là Acrobat, một cú siêu giáng thế từ vị trí của Zero, giữ được cái mạng hạ gục của Acrobat thêm một khoảnh khắc nữa, cuối cùng Acrobat cũng đã phải nằm. Bên phía bên kia thì Rattel đang cố gắng ngăn cản cái tình huống ăn hai người bên phía đối phương, và chúng ta lui được thành công. Đường dưới đang muốn solo Luna, ta đang bị thiêu đốt. Đủ sát thương không? Này không đủ sát thương khi mà cái tình huống bộ pháp của đội tấp biến hư vô pháp, nhưng bị outplay đến từ của làng hồi mẫu. Đại băng tiễn bắn xuống nó kịp thời và giúp cho hai lần thi đấu, một thành công một thất bại, thì họ đang muốn tiếp một lần nữa. Đó là lần thứ ba như được biết lần này thì bên phía của team Flash họ đã cử được Cú đen lên, nhưng Cú đen là một mình không đủ. Rattel đang bị tấn công đến từ trụ nhưng vẫn có thể lui về được với 200 máu của mình. Cú đen bật cho mình đó là chiêu cuối, sát thương có thể nói là không quá là nhiều, và sau đó cũng chỉ có thể lui về mà thôi. Nhưng có lẽ là Cú đen ta nên giữ lại cái thanh trừng của mình dành cho đợt lính. Với cái mạng solo kill vừa rồi của Luna vào vị trí của Yonti, của Kassadin của anh ta, thì Kitiro Sawai đã giải quyết được một. Và bây giờ thì Kitiro Sawai đã phát động tấn công ở khu vực đường dưới. Đại băng tiễn được bắn trúng vào đầu của Yonti. Luna đang hơi thấp máu, nhưng quan trọng là Yonti đang bị dùng quá nhiều sát thương bởi nhiều người bên phía của Kitiro Sawai. Có thể hướng tới một ván thi đấu với cái điều kiện thắng của mình là linh hồn động đức.
nhưng Đại Văn Tiễn nó nhắm vào người của đó là Shiki. Shiki là một con ọn vô cùng cứng cáp, đã có thể lui về. Phía bên này thì sao? Phía bên này thì đó là Rattel, anh ta đang cưng hai, anh ta có sự hỗ trợ của Shadow. Một cái mình là phản đòn làm chán được đó, một người sát thương dồn vào. Đến dồn vào đó là 368, 368 vẫn còn đồng két này có thể thoái lui. Tấn công được đó là ba người rất tốt, của đó là Shiki, giao tranh vẫn tiếp tục được nổ là 368. Tìm kiếm được một người, tìm kiếm người đó là Shadow. Chính xác hơn đó là Đô, và sau đó Shadow sẽ phải là người thứ hai phải nằm xuống. Double kill dành cho Kassadin trong tay của Yonti. Được đỉnh vào, vẫn chưa có ai xuất hiện ở đây để phòng thủ cả. Trong khi đó khu vực đường trên thì bên phía của đó là King Ronstar, họ đang muốn tìm kiếm vào người của đó Yonti. Yonti đã phải nằm xuống rồi, hỏi dương hiệu chịu được tung ra, đã xung hổ đồ cũng đã được tung ra, thanh chân cũng đã được tung ra, hạ gục được đó là Đô. Và bây giờ thì Kuden anh ta đang bị dùng sát thương đến từ đó là Luna. Luna có được mạng của Yonti, sát thương đó là Kuden. Và giao tranh vẫn đang tiếp tục được nổ ra. Và sau 8 cùng với Rashiki đang cố gắng lui về. Trong khi đó ở khu vực dưới thì T3 anh ta đã có được đường đứng siêu cấp của đối phương rồi. Nhưng T3 cũng đã phải ở lại team của mình để trao đổi chiêu thức với đối phương. Đây sẽ là thời điểm gần con rồng 3, và chúng ta đang kiểm soát ở gần khu vực này. Nhưng cái Tiro Sawai đang có rất nhiều lợi thế, và Shiki bị lùa ra khỏi cái bụi này. Quyền kiểm soát cái bụi rất quan trọng khu vực giữa đã thuộc về cho Kitiro Sawai, nhưng 368 quyết định khởi động tả xuống mũ đột. Hay vị trí của Luna, Luna đã bị hạ gục, Kuden được bắn, siêu hùng giáng thế của Zero thì nó dùng để bỏ chạy mà thôi. Tiếp tục là vài giao tranh đắc lợi dành cho bên phía của Team Flash, và Đô cũng đã bị hạ gục. Bây giờ chỉ còn hai người mà thôi, Acrobat đang cố gắng để đánh, nhưng Acrobat không có nhiều quát sắc hay và do tùy với một cú hư vô bộ ba ta đã có thể hạ gục được đối phương. Bây giờ là Rattel trong tình huống thi đấu vừa rồi, nó cần thiết làm điều đó, nhưng đối phương phát động tấn công trước Đại Bằng Tiễn và nó trúng vào người của 368. 368 không sợ, chúng ta bắt người, nhưng đó là bắt vào vị trí của Zero. Và cú tả xung hữu đột này của 368 coi như là vô tác dụng, nhưng ta phát hiện ra một tình huống dày di chuyển của đối phương từ phía sau. Chúng ta quay ngược trở lại đổi mũi tấn công, nhưng cú đen đã bị hạ gục rồi. Hắc ám bùng nổ quá tốt từ vị trí của Đô, và Team Flash đang hơi thấp máu. Yonti là người nhiều máu nhất, nhưng sau cú hư vô bộ phát thì Yonti cũng đang phải quay ngược trở về Luna. Và khá là đen. Nhưng mà khoan đã, bên phía Team Flash họ muốn ép đánh hay không, chính xác hơn đó, bên phía của Tawai họ muốn ép đánh cơ với một tình huống tốc biến. Lá chắn đu ra rất nhiều người của Zero, và Acrobat đang được bắn liên tục từ phía đằng sau. Họ hạ gục được Shiki rồi, Team Flash họ mất đi đó là hai người. Ép đến từ Rostawai, 368 vào được hay không đây, con rồng ngàn tuổi đang còn 2000 máu. 368 không vào được, con rồng ngàn tuổi thuộc về bên phía của Rostawai, giao tranh nổ ra. Bên phía Team Flash họ không có cửa trong pha thi đấu này, mất đi giáp thiên thần, mất đi rồng ngàn tuổi. Nhưng T3 vào một cái nào đó, anh ta đi muốn bắt đầu, được hay không đây, anh ta làm được. Cái gì thế này? Tại sao vậy, tôi chắc không để ý đến minimap mà tôi thấy T3 từ đâu đó. Thi đấu thứ hai để T-Flash sẽ quyết định làm lại điều đó hay không. Rồi, có lẽ là làm lại. Trong khi đó bên phía bên kia thì KT Roster White đã nói là cặp đôi đường rồng của phía T-Flash sẽ thường xuyên là đẩy lính sau bên phía của đối phương. Và đây là pha băng trụ đầu tiên của KT Roster White, rất nhanh chóng. Đó là Kuden nằm xuống, và sau đó là Kashiki nữa. Băng trụ quá mạnh liệt với Olaf. Bây giờ 368 đến cố gắng lấy mạng của Zero. Zero cố gắng co quay, và có lẽ là bên phía của KT Roster White họ xác định bỏ lại cái mạng của Zero. Đánh rất mạnh giai đoạn đầu trận. Đang muốn băng trụ một lần nữa đây. Đồ anh ta đã có được ở phía đằng sau Kuden, cùng với đó là Shiki gọi sở sức to lợi chúng vào người. Cú đó là Kuden anh ta bị nằm xuống trong pha thi đấu này, và thậm chí mạng để tiếp tục nằm trong túi của Acrobat nữa. Hỏi dương hiệu chịu hút tung được một người, nhưng cũng chỉ là Acrobat mà thôi. Và 68 tới, có muốn làm điều gì hay không đây, hút tung được một người nhưng sau đó bị khiêu khích ngược trở lại. Sau đó lên bảng điểm số, mạng dành cho đó là Zero. Phía bên này 368 anh ta tìm kiếm được mạng của Acrobat, nhưng sau đó thì cũng sẽ phải lên bảng nữa khi mà anh ta đã đầu tư cả luôn cú tốc biến của mình rồi. Và đó là một đổi tung ra. 368 đang muốn tranh chấp con rồng này và đồng thuộc về cho 368. Giờ 368 có chạy được hay không? 368 quyết định tả xung hữu đột vào Vladimir nằm trong tay của Luna, nhưng không hạ gục được Luna. Bên phía bên này tiếp tục giao tranh nổ ra, nhưng Shiki sẽ là người bị bỏ lại ở đây. Trong khi đó thì Kuden bị cô lập, Yonti thì cũng không đóng góp được quá nhiều giao tranh. Yonti có lock, anh ta lock vào ai? Anh ta lock vào Zero. Lock vào Zero thì cũng không quá nhiều tác dụng. Và lúc đó thì đồ cục Luna thì Yonti anh ta không chặn được. Ở đây tiếp tục là pha khởi động giao tranh của Zero, hất tung thành công 368. 368 vẫn còn tốc biến, Yonti còn 50% lượng máu của mình. Shiki quyết định đánh trong tình huống thi đấu này một lần nữa thì siêu nhãn thế kích hoạt, nhưng đó là pha lao vào hay và chúng ta ngắt được cái siêu nhãn thế này. Luna đang cố gắng quay, Luna bị giữ chân lại, Luna vẫn chưa bị hạ gục. Đô là người bị hạ gục trước, xe chỉ luồng kim của T3 và sau đó là sức cắt của T3. T3 có được điểm rồi, tình huống xe chỉ luồng kim và đã có được cho T3 là cái cú double kill rất là ok để có thể đối đầu với con bằng ca tuần này Camille trong tay Battle ở trong những phút thi đấu sắp tới. Ở đây thi đấu bên phía của Team Flash họ muốn băng trụ, họ có được hai mạng của đối phương.
và cả hai carry của team Flash đều đã có mạng ở trong tình huống này. Mất hồ máu rồi. Đây cơ hội để cho 368 có thể đánh được, nhưng có siêu giảm thể đến từ vị trí của Zero. T3 thì đang gặp nguy hiểm. T3 sắp sửa bị shutdown, nhưng đã có tài xung hữu đột đến từ vị trí của 368. T3 vẫn còn sống. 368 đang muốn rưỡng và 368 có hey. Mà gục. T3 né được mũi tên xuyên qua. T3 vẫn còn sống. Nhảy cẩn thận khi đồ cũng đang đến. Còn trong khi đó thì 368 dính sợi xích tội lỗi. Xương lá bất bại được T3 bật lên nhưng không giữ mạng được cho 368. T3 bây giờ cần phải sống. Anh ta cần tránh cái màn shutdown của mình lọc vào tay của đối phương và T3 làm được điều đó. Cú đen đã được hàng rồng mà thôi. Nhưng với những tầm nhìn ở đây chúng ta hoàn toàn có thể đánh được. Nhưng Yonti anh ta bị trói chân lại. Yonti cố gắng lướt đi. Yonti đã đầu tư tốc biến của mình. Nhưng sau đó là tối ưu tư đến từ vị trí của Ratel. Và Yonti đã phải lên bàn đường số bên phía bên này. Thì 368 đang bị lùa và anh ta cũng đã phải lui. Shiki thì không làm được gì quá nhiều điều cả. Cú đen cũng đã phải bỏ chạy. Còn Luna thì đã có được mạng hạ gục của 368 ngay trong thềm trụ. Rất đáng tiếc. Bây giờ chỉ còn T3. T3 là niềm hy vọng cuối cùng của team T3. T3 tấn công vị trí của Luna. Chưa hạ gục được Luna. T3 quay lại tấn công vào đồ. T3 cần hai. T3 có một mạng. T3 dính mũi tên xuyên phá hơi đầu. Nhưng T3 đang muốn tìm kiếm thêm ở vị trí của Luna. T3 chưa hạ gục được Luna thì T3 đã phải lên bàn đếm số. Nhưng mà đơn giản là Zero. Anh ta đi kiểm soát map, anh ta đi check map mà thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ phải đợi đến khi mà cái hỏa dương hiệu triệu của Shiki hồi lại. Thì đó mới là lúc mà Team Flash có thể dâng cao và tấn công so bên phía của đối phương được. T3 phải cẩn thận. T3 bị trói lại dòng tối hậu thư. T3 bị thả thiên thạch. T3 đã phải bấm đồng hồ. T3 dường như không có tốc biến mà chính xác là như vậy. Vẫn thế. Và bây giờ lúc ở bên phía của Starwide họ đang thiếu đi hai chiêu cuối đó. Cũng như là họ đang muốn ăn con Baron này tối hậu thư. Cho nên đó là tình huống khúc dây được rất nhiều người. Và một người phải đầu xuống đó chính là Acrobat. Cú đen cũng đang được bắn ở phía đằng sau. Anh ta bắn liên tục, anh ta bắn cả cục được đó là hai người trên phía của đó của Snowy tốc biến lên không hạ được Luna. Nhưng phía bên này thì đó là Gatel đã có được mạng của Yonti rồi. Cú đen anh ta đang bọc sau vào vị trí của đối phương. Sau thư đã kịp thời hồi lại bảo tố nó dậy được tung ra rút long không hạ gục được Zero. Vẫn đang có thể bắn được Zero bị làm chậm đứng từ mua đỏ. Còn đồng thứ ba giờ Team Flash sẽ cần phải làm Luna đang có mặt ở đây bắt đầu kích hoạt thủy triều máu nhưng cú đen giữ lại được con rồng dành cho Team Flash và chúng ta một lần nữa có được linh hồn rồng lửa ở trong bài thi đấu này. Nhưng cú đen mất đi rồi, chỉ còn T3 và Shiki thôi. Chúng ta sẽ Kitty vẫn còn tường gió và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tường gió chặn ra và 368 lao vào cướp Baron. Đó là lý do vì sao mà Kitty Rosta đã quyết định là lui. Nhưng bây giờ họ một lần nữa đánh hạt tâm lỗ lao xuống hang Baron để ăn. Nhưng Team Flash còn ngửi mùi rất tốt. 368 được không? Cướp Baron trong tình huống thi đấu này. Cướp được Baron đến từ vị trí của T3. Tiếp tục là xe chỉ luôn kia đến từ T3 và không còn Luna trên bản đồ nữa. Nếu như Team Flash họ thắng được trong trận thi đấu này thì T3 chắc chắn sẽ là người đẹp trai nhất đêm nay. Họ làm được hay không đây? Đã có được lính siêu cấp rồi. 368 nhắm vào người của đó là Acrobat. Acrobat ta bị chắn rồi. Anh ta bị dòng xét thường. Thì ba muốn đánh nhà. Cú đen muốn đánh nhà. G2